Rồi, em Duy Nghĩa xin chào tất cả các anh em xem kênh. Thì hôm nay là mùng 2 tháng 11 âm lịch. Thì hôm nay em vào vườn để quay clip để chia sẻ cho anh em và là cách chăm sóc cây mai từ giờ đến khi vặt lá. Có nghĩa là chúng ta còn khoảng chính xác là 18 ngày nữa là chúng ta vặt lá xong. Thì rất nhiều anh em có hỏi thời gian này bón phân là sao và tưới nước như thế nào. Thì em chỉ chia sẻ và em sẽ chốt cái lịch gọi là ủ nhiệt mặt trời cũng như là ủ điện ra thao. Thì mời anh em theo dõi. Thì sau khi đã bỏ khoảng tầm 30% lá, 30% lá thì cái số lượng lá trên cây đã bớt đi, thì đồng với nghĩa là cái năng lượng và dinh dưỡng nó được cung cấp cho những cái nụ và cái lá còn lại trên cây. Thì đấy là một cái chia sẻ về thứ nhất là về dinh dưỡng cung cấp lên khi chúng ta đã bỏ lá. Chúng ta đã bỏ được cái lá không có nút kim 30% đi rồi, không có nút nụ đi rồi, thì bây giờ những cái nụ bé và nụ to và cái lá còn lại đã được thừa hưởng cái dinh dưỡng, thì giúp cho cái nụ của chúng ta, thứ nhất cái nụ bé nó phát triển nhanh to và nụ to nó phát triển nhanh chín. Thì từ giờ đến ngày mùng 10 em Duy Nghĩa lại làm video clip cũng như anh em theo dõi, thì cũng là bớt thêm 30% lá nữa. Thì chúng ta còn 30% tiếp theo, nó kết thúc vào ngày 20 tháng 11 âm lịch. Thì tất cả các video em Duy Nghĩa đã chia sẻ đến với các anh em rồi. Những anh em nào chưa hiểu thì anh em có thể lục lại tất cả các video em Duy Nghĩa đã hướng dẫn chi tiết cách thức làm phương pháp nở hoa đúng thiết như thế nào và chăm sóc cái nụ bé nụ to ra sao. Thì có một số câu hỏi, thứ nhất anh em đã toàn bộ anh em đã vặt lá rồi thì nó độc ra nụ non. Câu hỏi đầu tiên, ra lá non mà cái nụ nó không phát triển thì bằng cách nào? Thì từ giờ đến 20 thì cái cây của bác đó là bây giờ hiện tại là bác đã vặt hết lá rồi mà nụ kim vẫn còn bé, thì chúng ta thứ nhất là không có được phân gì. Thì bây giờ cái bác hãy cứ để nguyên cái lá nó phát triển đi, để nguyên phân lá phát triển. Thì đến ngày 20 bác bấm hết những cái lá non bây giờ nó đang lên đấy và bác bấm chặn đầu cành này cho em này. Đấy, bấm chặn đầu cành thì còn cái nụ nào ở trong, còn cái nụ nào trong thì bác chơi cái nụ đó đến ngày 20 hoặc ngày 25 bác ủ theo cái phương pháp của em là chùm ni lông như kia. Thì thật sự là bây giờ là 10 ngày rồi mà cũng chưa thấy bung vỏ chỗ anh em ạ. Thì nó do giống đấy, chia sẻ anh em nó do giống. Thì em nói thật với các bác một câu, khi chúng ta vặt lá một phát một mạch hết luôn của cây này và chúng ta chùm thì nó sẽ chậm hơn. Em xin hứa với các bác là nó chậm hơn nhé, nó chậm hơn. Đây này anh em, chưa có một cái hiện tượng gọi là bung vỏ chấu của cái cây này cả. 10 ngày rồi mà cho đám này nó nắng đấy chứ không phải không, cái này nắng luôn từ 8 giờ đến tận 4 giờ chiều, nắng liên tục mà thời tiết ấm nhé. Thì chia sẻ một cách các bác là các bác nên vặt lá theo 3 lần như vậy như của em thì nó sẽ nhanh. Thời gian để cho có thời gian chờ khoảng mấy ngày thì nhựa nó dồn dần dần lên thì chúng ta ủ nó mới nhanh. Khi mà em vặt lá một phát hết một cái cây này, em đã test luôn hôm năm nay và rất nhiều năm rồi, thì em trùng luôn cái ngày 22 đến ngày là mùng 2, 10 ngày chưa thấy bung vỏ chấu. Thì nó do, thứ nhất là nó do giống và thứ hai nữa là em nói thật với các bác là nó cũng tùy theo cái điều kiện. Ví dụ như là cái nụ này nó vỏ chấu nó dày thì nó bung vỏ chấu nó sẽ chậm hơn. Thì cái cây của các bác ấy, bây giờ vặt lá hết rồi mà nó độc ra đồ ra trời non thì không ít nụ kim, thì bác cứ để nguyên cây như vậy đến 20 bác xuống lá hết cho em, xong bác vặt hết những cái lá non đi, xong bác bấm chặn đầu cành này, nó tập trung dinh dưỡng vào nó đẩy cái nụ này, xong bác ủ như kia cho em. Rồi câu hỏi thứ hai là chăm sóc tưới phân ra sao. Thứ nhất từ giờ đến ngày 20 là còn tầm 18 ngày nữa, thì đến ngày mùng 5 tháng 11 âm lịch này là cũng là đến cái lịch và cái cữ tưới phân siêu nấm kẽm. Thì như anh em nào mà theo lịch của em thì anh em vẫn cứ tiếp tục nhé. Ngày mùng 5 tưới sân siêu nấm kẽm và ngày 15 tháng 11 là ngày chốt cái tưới phân cứ cuối cùng trong cái năm này, đó là cái cữ LVK. Thì ngày từ giờ lá nó đã còn chỉ còn 70% lá anh em ạ. Đây những cây này em cũng mới dòng qua này đấy, còn 70% lá thì anh em vẫn tưới nước bình thường. Ví dụ như là một ngày có nắng thì anh em cứ tưới nước cho em đều, ngày nào cũng tưới. Còn ngày nào mưa, ví dụ như thời tiết ấm ẩm thì không sao. Còn đến ngày mùng 5 tháng 11 thì anh em tưới cho em một cữ siêu nấm kẽm, nhưng bây giờ là chỉ còn 70% lá thì bây giờ anh em sẽ giảm cái liều lượng đi.
chẳng hạn như là trước là tưới 1ml trên 1 lít nước, thì bây giờ anh em lấy cho em là 0,7ml trên 1 lít nước. Chẳng hạn như là 10, anh em lấy 10 lít nước, anh em lấy 7ml, đúng không, chính xác 10 lít thì anh em lấy cho em 7ml siêu nước kẽm, anh em tưới cho em. Đấy, đến ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch, anh em lại xuống 30% lá tiếp, 30% lá tiếp thì anh em cứ rong những cây lá, chẳng hạn như là còn lại, chẳng hạn như không có nút nụ là một, thứ hai là những cái lá mà nút nó bé, chẳng hạn như cái này như hôm qua trên video đã chia sẻ rồi. Đấy, thì nó sẽ dồn dinh dưỡng, thì còn lại 30% lá, thì đến ngày 15 tháng 11 âm lịch là cái cữ phân cuối cùng để chốt bón phân cữ cuối cùng trong năm nay. Thì cây phân cuối cùng ngày 15 tháng 11 là như thế nào? Thì anh em muốn cây nó, thứ nhất là lụ nó nhanh, to, căng, tròn, và sau khi vặt lá nó phát triển nhanh, thì anh em chuẩn bị cho em 3 cái số bằng nhau, chẳng hạn 3 số 13, 3 số 15, 3 số 17, 3 số 20. Thì anh em mua cho em, nhà em, anh em nhiều anh em mua cân, còn anh em ít thì anh em mua 5 lạng, với mua cho em một cái nọ L3M. Cái nọ L3M bắt đầu là chúng ta sử dụng từ tháng cứ 15 tháng 11 mà đến khi đến tận ra tận riêng luôn. Thì em sẽ chia sẻ cái phân bón cuối cùng của ngày 15 tháng 11 trước đã. Ngày 15 tháng 11 thì chỉ còn 30% lá trên cây, đúng không anh em? Bình thường anh em còn 100% lá trên cây, thì anh em bón đấy cho em là, ví dụ như anh em thường anh bón 3g hoặc 4g trên 1 lít nước, thì anh em lấy cho em, bây giờ anh em lấy cho em loãng thôi, lấy cho em như thế này, tổng 1g trên 1 lít nước cả N3M lẫn 3 số bằng nhau. Đấy, anh em hiểu chưa? Chẳng hạn như anh em có nhiều cây, anh em lấy cho em 20 lít, thì anh em lấy 20 lít nước thì anh em lấy cho em 5g 3 số bằng nhau. Đấy, cộng với 5g N3M. Đấy, thì nó bằng 10g của hai cái phân đó, anh em cộng vào trên 20 lít nước anh em tưới. Thì lúc đấy là lá của anh em vẫn chỉ còn 30%, mà cái cây của em cũng thế thôi, chỉ còn 30%. Thì đồng nghĩa là chúng ta phải bón loãng phân đi. Ít lá chúng ta bón ít phân đi, mà nhiều lá chúng từ ngày trước nhiều, còn nhiều lá thì chúng ta bón nhiều phân. Bây giờ chỉ còn 30% lá thì anh em bón cho em. Nhớ, anh em nhớ điều này cho em này. Bón loãng đi cho em. Đấy, lấy cho em là 0,5g trên 1 lít nước của hai cái đấy, thì chứng tỏ là lấy 10g của hai cái loại phân đấy cộng vào trên 20 lít nước anh em bón. Và đến ngày 20 tháng 11 anh em kết thúc vặt lá toàn bộ 3 lần trên một cây, toàn bộ luôn cho em. Thì ngày 21 anh em có thể là anh em phun toàn bộ cây trong vườn nhà anh em, mua cái thuốc là sâu đục thân hoặc bỏ trĩ, anh em phun cho em. Hoặc là anh em vặt lá xong cái buổi sáng ngày 20 thì buổi chiều ngày 20 anh em phun cho em. Đấy, thì em hôm nay em cũng xem qua cái dự báo thời tiết của toàn tháng 1, tháng 12 dương lịch, cũng như là tháng 1 của sang năm ngoái, thì thời tiết có xen kẽ giữa rét và nắng. Thì em nhân tiện đây em sẽ chốt luôn cái lịch ủ nhiệt bằng năng lượng mặt trời nha em. Đây anh em, cái khung này nhà em đã quây sẵn rồi, thì trong này đã để được mấy chục cây. Đấy, thì năm nay em lại tiếp tục em chùm mi nông tiếp, và em bỏ những cây vào trong này em ủ. Thì anh em nên nhớ là càng cái diện tích của cái ủ này nó càng rộng, thì nó hấp thụ ánh nắng mặt trời nó càng nhiều. Hấp thụ ánh nắng mặt trời nhiều thì không khí trong này nó lại càng nóng. Đấy, dẫn đến cây của chúng ta nó ủ nhiệt, nó phát triển rất là nhanh. Thì anh em nên chọn cái phương pháp ủ mặt trời này trước. Còn tầm ngày mùng 10 tháng 12 âm lịch mà cảm thấy cây của chúng ta chưa bung quả chấu, thì chúng ta bắt đầu là quay sang phương án ủ điện. Thì lúc đó em sẽ làm video để chia sẻ cho anh em. Còn em sẽ chốt cái lịch gọi là ủ bằng năng lượng mặt trời như kia cả. Đấy, thì ngày 20 gọi là anh em vặt lá và xong, ok xong thì gọi là 21 đi, làm tính từ ngày 21 thì bắt đầu anh em lọc ra những cái cây mà chẳng hạn như là vỏ chấu nó dày. Đấy, vỏ chấu dày, những vỏ chấu này thì là bình thường anh em ạ. Đấy, anh em lọc ra cái vỏ chấu dày, và những cây cúc, mà những cây mà anh em theo dõi hàng năm mà cảm thấy nó nở chậm, hoặc là nó anh em cảm thấy nó chậm hơn những cây khác, thì anh em ủ cho em ngày 21 20. Nếu anh em xong thì anh em ủ 20, còn không thì 21 tháng 12 âm lịch anh em chùm như kia cho em. Đấy, anh em hiểu chưa? Đấy, chùm như kia cho em. Và cái ngày 25
đến 27, tùy theo anh em nhé, chơi chơi sớm chơi muộn. Nếu như anh em mà chơi muộn, nếu chơi sớm từ ngày 20 tháng chạp bắt đầu đến ngày 23 tháng chạp thì anh em ủ ngày 20 đến 21 tháng 12 tháng 11 âm lịch đấy. Còn anh em nào chơi muộn một chút nữa, chẳng hạn từ 25 đến 27 giáp Tết ấy, anh em mới chơi thì anh em ủ cho em ngày 25. Thì đây em phân tích cái nụ mà anh em nên ủ sớm hay ủ muộn ở đây. Chẳng hạn như cái nụ này là vỏ chấu nó gọi là bình thường, không phải dày. Đấy, thì anh em ủ cho em vào ngày 25 hoặc 27 tháng 11 âm lịch. Đấy, giờ em sẽ quay cái vỏ chấu dày. Đây. Cái vỏ chấu này, vỏ chấu dày này anh em. Cảm thấy là nó đây này anh em này. Đây này anh em. Anh em cảm thấy anh em nhìn cái vỏ chấu này. Đấy, cái vỏ chấu này nó rất là dày này. Thì anh em ủ trước cho em. Đấy, ủ trước cho em vào ngày 20 hoặc 21 tùy theo anh em vặt lá xong, hoặc là ngày 21 anh em vặt lá xong, ngày 20 anh em vặt lá xong anh em phun được thì anh em ủ cho em. Đây. Đây vỏ chấu này rất là dày này anh em này. Thì nó sẽ chậm bung vỏ chấu hơn là những cái nụ mà nó sáng. Anh em có để ý, anh em để ý trên cây như này nhá. Đấy. Thì thằng này tốc độ bung vỏ chấu nó sẽ muộn hơn, chậm hơn những cái thằng là đây, thằng này. Đấy, những thằng này. Vỏ chấu nó sáng như thế này thì nó bung nó rất là nhanh. Đây này anh em. Đấy, vỏ chấu mà nó sáng. Đây, vỏ chấu nó sáng mà nó xanh như thế này thì nó sẽ nhanh hơn là thằng vỏ chấu dày như kia. Đấy, thì anh em hôm nay em cũng là chốt cái lịch của cái ủ nhiệt bằng năng lượng mặt trời. Đấy, thì và cách chăm sóc từ giờ đến khi vặt lá xong như thế nào của cây mai ở miền Bắc chúng ta. Thì em lại nhắc lại một lần nữa, từ giờ đến khi 20 tháng 11 âm lịch anh em xuống hết lá. Thì nay là mùng 2, mùng 5 anh em tưới cho em siêu đơn kẽm. Thì còn chỉ còn 70% lá thì anh em lấy ít noãng đi. Đến ngày mùng 10 tháng 11 âm lịch anh em xuống cho em 30% lá trên cây nữa. Đấy. Đến ngày 15 tháng 11 âm lịch anh em chốt cho em một cứ cuối cùng bón phân kết thúc trong năm nay. Đấy, thì còn 30% lá nữa trên cây thì anh em lấy noãng cho em. Như em nói trên video rồi đấy, cộng thêm L3M nữa thì cây chúng ta sau khi chúng ta vặt lá, cây nó rất sung và khỏe. Vì là ba bón ba số bằng nhau vào thì tỷ lệ lân kali đạm nó bằng nhau, thì đạm có đạm vào cây của chúng ta nó nhanh bung vỏ chấu, và cộng thêm L3M nữa, L3M nó có thành phần đạm cũng có cao hơn những cái thành phần kia, thì nó giúp cây chúng ta nó phát triển, thúc cái độ chúng ta phát triển rất là nhanh. Thì lúc đó em sẽ làm video từ giờ đến khi vặt lá xong và ủ như thế nào, em sẽ làm video. Và ngày 20 anh em chốt cho em ngày 20 tháng 11 âm lịch anh em vặt toàn bộ lá hết trên cây cho em. Sau khi vặt lá xong anh em có thể là phun luôn thuốc trừ sâu ủ thân bọ trĩ luôn vào cái ngày hôm đấy mà anh em ủ luôn vào ngày 20, đối với những cây nụ mà cái nụ mà nó dày như lúc nãy em theo dõi nụ vỏ chấu dày, hoặc những cây cúc mà những cây mà anh em theo dõi trong những năm trước mà nó khó lở thì anh em ủ trước cho em ngày 20, có nghĩa là ủ trước cái đợt đấy vào ngày 20 tháng 11 âm lịch. Còn những cái nụ mà dễ bung vỏ chấu và nụ đổi vỏ chấu nó mỏng, và anh em theo dõi những cây năm trước ấy, mà nó dễ nở thì anh em nuôi lại cho em vào ngày 25 tháng 11 âm lịch hoặc ngày 27 tháng 11 âm lịch. Thì trên đây là video em chia sẻ cách chăm sóc từ giờ đến khi vặt lá xong là một, và em chốt cái lịch ủ bằng năng lượng mặt trời, ủ bằng cách tự nhiên. Và anh em xem đấy, thì em sẽ làm đến đâu em sẽ làm video thực tế đến đấy để anh em có thể là áp dụng làm theo. Anh em nào không hiểu thì anh em có thể nộp lại video, mà anh em không hiểu thì anh em mua sẵn những cái phân mà em kể trên, đến cái ngày đó em thực hành thì các bác cũng thực hành luôn, thì để cho nó thực tế và dễ hiểu hơn. Thì clip ngày hôm nay em Duy Nghĩa chia sẻ đến cái anh em mới tập chơi, và cũng như anh em chưa biết gì cây mai, anh em có thể là chưa hiểu về hình dung cách chăm sóc từ giờ đến khi vặt lá ra sao và lượng nhiều lượng phân như thế nào. Anh em nên nhớ cho em nhé, thật loãng cho em, vì còn lá chúng ta có thể bón tăng cái lượng gam được, còn ít lá chúng ta phải giảm đi nhé, vì nó không còn lá nữa. Thì cách thức vặt lá 3 lần trên một cây thì em cũng thực hành rất nhiều năm rồi, thì em muốn chia sẻ cho các bác tới anh em mới tập chơi đến cái phương thức như thế này. Cây của chúng ta ở miền Bắc nó sẽ ổn hơn, và khi chúng ta ủ nhiệt nó sẽ nhanh hơn. Em nói thật với các bác vậy, thì chúng ta giảm cái số lượng lá đi thì đồng nghĩa cái dưỡng nó sẽ tập trung, nó nuôi những cái nụ của chúng ta nó mau phát triển.
thì cách thức này nó sẽ giúp cho chúng ta nghe ngóng được, thứ nhất nghe ngóng được thời tiết, thứ hai là giúp cây chúng ta nó đồng đều nụ, và thứ ba giúp cái lượng nhựa nó bơm lên từ từ để khi chúng ta ủ nhiệt nó sẽ nhanh và phát triển hơn. Thì đây là cái thách thức mà em đã làm rất nhiều năm, thì em đã quan sát trên cây mai ở miền Bắc để em áp dụng. Thì rất nhiều anh em có một cách thức chăm sóc riêng và cách ủ riêng, thì nhiều anh em chọn phương pháp là ủ bằng điện, thì ủ bằng điện thì nó chắc chắn 100%. Còn cái ủ này em nghĩ cũng là rơi với tầm một xích xoát, nếu anh em nào làm đúng như em nó rơi vào tầm khoảng 95 đến 100% ấy, chứ không phải không đâu. Rất nhiều năm em đã làm và thành công, và nhiều anh em cũng thành công rồi. Rồi, clip ngày hôm nay em Duy Nghĩa chia sẻ đến anh em một số điều từ giờ đến khi mà đã xong, và cách thức ủ nhiệt chốt ngày nào để anh em được theo dõi và có thể làm theo. Video đến đây kết thúc. Em Duy Nghĩa xin chào tạm biệt và toàn thể các anh em trong kênh.